Vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Em sẵn kho hai miền Nam Bắc anh em nhé, từ tấm pin 50W cho đến 540W, 570W, ok, loại nào cũng có. Đấy. Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé, quận 12 Hồ Chí Minh. Hôm nay thì em giới thiệu với anh em về tấm pin 200W anh em nhé, tấm pin 200W. Tấm pin này có kích thước là 70 x 1,4 m anh em này, em đo luôn anh em này. Đây, kích thước là 77 rồi. Ok, kích thước 77 nhé. 77 nhân với 1m44 anh em nhá. Kích thước 77 nhân 1m44. Cái tấm pin này nó chuyên xài cho hệ 12V anh em. Giá của nó là 1.350.000 em bao phí vận chuyển anh em nhé. Rồi, 1.350.000 bao phí vận chuyển. Vấn đề là anh em mình đang xem cái tấm pin này, tìm hiểu về tấm pin này. Cái nguyên lý của nó là cứ phơi ra nắng là có điện thôi. Ok. Và cái điện của nó bao nhiêu vôn thì nó cũng đều ở trên tem của nó có hết anh em nhé. Đấy. Thông thường thì anh em mình sẽ dùng một tấm pin này. Một tấm pin này sạc cho cái bình 12V 130W là vừa đủ. Đấy. Nhưng mà nhiều anh em thì cơn nghiện nó vào rồi thì nó lại muốn có một thì lại còn muốn có hai. Thì anh em mua thêm tấm nữa là hai tấm. Như vậy thì hai tấm thì làm thế nào? Và sạc nó như thế nào và cách đấu nối như thế nào thì đấu song song, thế nào là đấu nối tiếp thì ở video này em sẽ giải đáp cho anh em nhé. Rồi, ok. Đấu song song hai tấm pin, tức là đấu cực dương với cực dương, cực âm với cực âm thì đấu song song, đó là gọi là song song. Đấu cực âm với cực âm, cực dương với cực dương thì nguyên lý của nó là điện áp của nó giữ nguyên nhưng cái dòng độ, cường độ dòng điện ấy nó tăng gấp đôi luôn anh em nhá. Nếu như mình đấu song song hai tấm nó tăng gấp đôi, còn đấu song song ba tấm thì đương nhiên nó sẽ tăng gấp ba. Đấy là về cường độ dòng điện chứ điện áp của nó sẽ giữ nguyên anh em nhá. Thế còn đấu nối tiếp là như thế nào? Đấu nối tiếp là dương của tấm 1 đấu với âm của tấm 2. Và đương nhiên nó sẽ thừa ra dương của tấm 2 với cả âm của tấm 1 thì nó sẽ kéo về cái điều khiển sạc hoặc là inverter hoặc là máy hòa lưới gì đó thì ok. Đấy, thì đấu gọi đấy gọi là nối tiếp. Thì tại sao phải đấu nối tiếp, tại sao phải đấu song song? Thì tùy từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như mình sử dụng sạc 12V thì với sử dụng cái sạc điều khiển sạc PVKM này thì nó không thể nào nó nhận được cái điện áp cao thì mình sẽ cho điện áp thấp. Điện áp thấp thì nó sẽ phải đấu song song và đấu song song thì nó sẽ như thế này anh em nhé. Rồi, ok, để em lấy chi tiết cho anh em xem. Vâng, để cho tiện cho anh em theo dõi thì em sẽ lật ngược cái tấm pin này lên để hướng dẫn anh em đấu anh em nhé. Đây, tất cả các cái tấm pin thì nó đều ra hai dây, và trong đó là có một dây dương và một dây âm. Thì cái dây này này, cái dây mà có cái nút đực này này thì đó là dây dương và trên cái thân của nó cũng ghi là dấu cộng này anh em này. Đấy. Còn cái dây này nó sẽ là dây trừ cộng đây này. Đây này. Đấy, trừ đây này. Đấy, tương tự này, cộng đây này, trừ đây này. Đấy, ok chưa? Thế thì hai cái cộng này đương nhiên là anh em đưa vào cái dây này, người ta gọi là rắc chữ Y, đấu song song hai tấm. Và hai cái trừ này ta đưa vào cái chữ Y này. Đấy. Thì cái điểm cuối cùng này là cái điểm kéo về máy, nó sẽ có hai sợi, một dương một âm. Và nếu như mình lật ngược nó lên, lật ngược cái tấm pin lên thì nó sẽ nổi điện lên cho anh em xem. Kể cả là trời không có nắng thì nó vẫn lên điện anh em nhé. Đấy, nếu như mình lật ngược nó lên. Đấy là cái cách đấu song song anh em nhé. Đấy. Đây này. Đấy. Mấy em mới chỉ lật một tấm thôi nó đang có điện rồi này. Đấy, điện áp là 16V. Đấy. Điện áp ra là 13V8. Điện áp vào là 16V. Đấy. Mình chỉ cần lật một tấm thôi mình đã biết rồi, đã có điện rồi. Ok chưa? Quá là đỉnh luôn. Và anh em đang để ý là 16V nhé. Nhưng lát nữa em thay đổi cách đấu, đấu song song thì nó sẽ là 32V. Đấy. Rất đơn giản thế thôi. Và nó không có lắng thì mình vẫn thu được 16V anh em nhé. Không có lắng thì mình vẫn thu được 16V này này, 16,9V này này. Và trời thì nó cũng không có tí nắng nào luôn, nắng thì ở hết ở trong kia rồi. Buồn cười chưa? Thích không? Tất cả các tấm pin này mà cứ phơi ra nắng, phơi ra ngoài trời thì nó đều thu được một cái điện áp danh định như ở trên cái tấm pin nó ghi đó. Và cái điện áp này nó là điện áp DC, nó giống như ở bình ắc quy đó các bác. Giống như ở bình ắc quy, đấy là cái điện áp nó là vôn. Thế còn trong của nó thì nó sẽ có một cường độ dòng điện. Đấy. Anh em mình anh em nào mà học qua rồi, biết rồi. Đấy thì ok, thì khỏi cần xem anh em nhé. Không yêu thì đừng nói lời cay đắng. Đấy. Còn những bác nào mà có thể quan tâm đi xem. Đấy. 16V9. Đấy là cách đấu song song anh em nhé. Song song là như nào ạ? Em nhắc lại này, song song là cứ cực dương với cực dương,
cực âm đấu với cực âm, sau đó là chụm chung lại. Các bác có thể là mua cái rắc chữ Y đó để về đấu như thế cũng được. Mà các bác không mua rắc chữ Y thì các bác có thể cắt cái đầu rắc lối ra, các bác kéo thẳng xuống, chụm chung hai con dương vào với nhau, hai con âm vào với nhau, thì đấy là đấu song song. Ok, em chuyển sang đấu lối tiếp anh em nhá. Vâng, đây thì người ta gọi là lối tiếp là anh em này. Đây em để cái âm này, âm của tấm 1 này đấu với lại dương của tấm 2 này, được chưa? Đấy, thì cái dương của tấm 2 này, đấy, thì nó sẽ có gọi là âm của tấm 2 này, nó sẽ về máy là âm này, và dương của tấm 1 nó cũng sẽ về máy là dương. Đấy, thay vì đấu lối tiếp, đấu song song thì ta chuyển sang đấu lối tiếp. Đây là cái cách đấu lối tiếp anh em nhé. Đấy, đấu thế thôi, vậy thôi. Rồi nó đi vòng dương này, xong qua tấm 1 này, xong sang tấm 2 này, đấy, xong quay trở lại tấm 2 này, xong là về máy. Thì hiện tại là em đang úp hai tấm pin xuống anh em nhé, úp hai tấm pin vẫn có điện, được chưa? 30V8 và điện áp ra là vẫn là 13V. Đây này anh em này, 13V8, điện áp vào là 30V8. Và em thử lật ngược cái tấm pin lên thì xem nó là bao nhiêu anh em nhé. Rồi, em lật ngược tấm pin lên rồi anh em, lật ngược tấm pin lên rồi nhé. Thì điện áp em thu lại đây, anh em sẽ biết ngay này. Đấy, 34V2, đấy, điện áp ra vẫn 13V8. Điện áp đầu vào của tấm pin 34V2, điện áp ra là 13V8, ok chưa? Đây, hiện tại là em để ở cái hành lang và em chẳng để cái gì vào hết để cho anh em rằng là nó hoàn toàn nó phát ra điện, và nó phát ra điện thật chứ không phải là lè bịp gì ở đây. Tất cả các cái tấm pin năng lượng mặt trời anh em cứ phơi ra nắng là có điện, phơi ra nắng là có áp và có dòng anh em nhé. Còn nếu như có áp mà không có dòng thì chỉ có pin hỏng thôi. Đấy, tất cả những cái sản phẩm như thế này, tấm pin mặt trời như này, nó cực bền anh em ạ. Đấy, sử dụng trong vòng khoảng 20 năm trở ra. Đấy, bảo hành 5 năm anh em nhé, bảo hành 5 năm. Anh em mình cũng đừng lấy cái lý do là có bảo hành rồi thì là anh em mình cặp vô tội vạ. Đối với cái tấm pin ấy, nó đều có chiều âm và chiều dương, từ cực âm và cực dương. Thế các bác là phải đấu chuẩn cho em anh em nhé, đấu chuẩn cho em thì người ta sẽ bảo hành. Chứ còn nếu mà mình đấu sai, mình đấu ngược cực ấy, thì sẽ gây ra lỗi con diode. Thì cứ bắt đèn nhà bảo hành, nó không bảo hành đâu. Đấy, còn cái giải pháp khắc phục thì em sẽ, hoặc là các bác có thể là mua con diode khác, hoặc là cậy bỏ con diode đi sử dụng bình thường. Ok anh em nhé. Rồi, đấy là cái kết luận là đấu song song và đấu lối tiếp. Và em cũng hướng dẫn rất là chi tiết và kỹ càng ở cái video này rồi. Anh em có nhu cầu mua những cái vật tư năng lượng mặt trời, thiết bị mặt trời chẳng hạn như tấm pin này 200W này, 1.350.000 bao phí vận chuyển này, sạc Enjoy 850.000 bao phí vận chuyển này, sạc PVKM Sure 30A 200.000 bao phí vận chuyển. Đấy, dây điện thì là 14.000 một mét anh em nhé. MC4 thì đơn là 20.000, còn đôi thì là 80.000. Ok, các bác có những cái nhu cầu mà cần mua thiết bị đặt mặt trời liên hệ 0989971780 điện mặt trời Hải Đăng. Thế còn cần tư vấn kỹ thuật thì các bác cứ alo thẳng nhé. Đợt này thì nhiều việc quá, túi bụi lên là không có thời gian để mà trả lời chi tiết các cái tin nhắn của các bác. Các bác thông cảm đấy. Các bác cứ xem video của em nhiều, chắc chắn các bác sẽ sử dụng điện mặt trời rất là hiệu quả và hữu ích anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.